Lợi ích của trồng rừng gỗ lớn đã thấy rõ, nhưng để thực hiện được thì ở nhiều nơi, nông dân đang vướng mắc bởi những rào cản về đất đai, kỹ thuật, thị trường. Tại tỉnh Quảng Trị, địa phương có hơn 11% diện tích rừng bền vững của cả nước, nhiều chính sách đang được triển khai để liên doanh, liên kết, giúp người dân trồng rừng gỗ lớn yên tâm. Trong các địa phương ở miền Trung, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC cho mô hình nhóm hộ gia đình. Đến nay, đã có 6 trên 24 hợp tác xã tham gia vào việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững với diện tích là 4.500 ha, góp phần đưa diện tích rừng trồng có chứng chỉ FSC tại địa phương này lên trên 22.000 ha. Các cái tổ chức, các hộ gia đình mà đã cam kết tham gia trong rừng gỗ lớn thì được vay vốn tín dụng và được tỉnh hỗ trợ cái lãi suất. Ngoài chính sách hỗ trợ lãi suất vốn, thì từ năm 2014 đến nay, Quảng Trị đã triển khai nhiều chương trình hướng dẫn cho bà con trồng, chăm sóc, keo lai dâm hôm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng gỗ. Cách làm này không những ổn định được cuộc sống người dân mà còn giúp người dân làm giàu từ rừng. Chúng tôi cũng đang đề nghị với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giúp cho bà con ấy làm thế nào trong cái thời gian chu kỳ khi trồng rừng gỗ lớn ấy, nó bị kéo dài, thì có những giải pháp giúp bà con sinh kế dưới tán rừng này như thế nào. Chúng tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền, đặc biệt là vấn đề ngân hàng, chúng ta phải vào cuộc cùng với bà con khi mà cái chu kỳ kinh tế nó kéo dài như vậy. Trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu các mặt hàng về gỗ. Vấn đề phát triển rừng bền vững sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như nông dân có được đầu ra ổn định. Tỉnh Quảng Trị đang hướng đến mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển được 100.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC.